thi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai. Trọn kiếp người này không còn nước mắt nụ cười, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa chẳng có nỗi buồn, đẹp mãi niềm vui. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Cuộc sống này hoa nở và hoa úa phai, nắng lên đôi thì đêm tắt thở, mây tím giăng trời thì nắng tan đi. Cuộc sống này bao nhiêu lần đưa tiến ngậm ngùi, nhưng con tin vào ngày mai trong Chúa chẳng có chia lìa, chẳng có hồn tan. Sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết vẫn tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ là đổi thay. Cuộc sống này ngày chưa đủ mà đêm đã lên, lá thay mùa thời gian biến đổi, như vó câu dồn tựa thoáng mây bay. Một kiếp người chưa bao ngày đã tới cội nguồn, nhưng con tin rằng ngày mai trong Chúa hạnh phúc muôn đời chẳng có thời gian. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống này bao năm mồ mà không mất đi, Chúa thương từng bụi cây lá cỏ, đâu muốn con người phải nát tan đi. Trọn kiếp này ai chưa được sự sống trọn tình, mai sau sẽ được phục sinh trong Chúa, cuộc sống muôn đời, cuộc sống hiền minh. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn một kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay, đã qua bao ngày chọn muôn kiếp này. Dù sống hay chết tin còn ngày mai, sự sống không mất nhưng chỉ đổi thay. Thank you.
gọi con về. Trong ngày Chúa, Chúa tới gọi con về. Chờ về cùng Chúa, kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, trong khi con không ngờ thì Chúa đã đến thúc con một lời từ xa cả để về cùng Chúa. Chúa tới gọi con về. Trong ngày Chúa, Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa, kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, con cô đơn âm thầm tìm đến Chúa cứu giúp con, nguyện lòng từ ái Chúa thương phận này hèn yếu. Con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, con đây bao nguyện Chúa ân xa thứ tha, lòng thành thề hứa bước theo đường diệu về Chúa. Chúa tới gọi con về. Trong ngày Chúa, Chúa tới gọi con về. Trở về cùng Chúa, kêu gọi con về trình diện với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa ơi, Chúa tới gọi con về. Ai ngờ Chúa đến. Chúa tới gọi con về. Chúa tới gọi con xin từ xa cuộc đời về với Chúa. Chúa được chia sẻ phần nào nỗi niềm này với quý tăng quyến, và trong niềm tin vào Đức Kitô phục sinh cũng xin quý vị thật lời khẩn thiết lại vang nguyện xin Ngài ghé mắt nhân từ đoái thương hầu tha thứ tội lỗi và sớm đưa linh hồn ông Phêrô về hưởng công nhan Chúa. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin lắng nghe linh hồn con tha thiết, ăn năn kêu vang lạy Chúa xin du thương, ban xuống niềm tin ấm bụi cho tâm hồn, lạy Chúa xin yêu
cùng bà có phúc lá, có người nữ mà Giêsu qua lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội đi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria, đầy ơn phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà có phúc lá, có người nữ mà Giêsu qua lòng bà gồm phúc lạ. Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần. Như đã có trước vô cùng là bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Anh em đừng xao xuyến, hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở. Nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, thì Thầy đi dọn chỗ cho anh em. Nếu Thầy đi dọn chỗ cho anh em, thì Thầy lại đến và đem anh em về với Thầy, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó. Và Thầy đi đâu thì anh em biết đường rồi. Ông Tô-ma nói với Đức Giê-xu, thưa Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết được đường? Đức Giê-xu đáp, chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến với Chúa Cha mà không qua Thầy. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Chúa cho chúng con trái tim thương thương cực tỉnh của Thánh Đức và Maria. Cầu cho chúng con mẹ ông Thánh Giuse là bàn thanh sạch Đức và Maria chọn đời đồng trinh. Cầu cho chúng con mẹ các thánh tử đạo nghiệp nam. Cầu cho chúng con cầu nguyện và chia sẻ với gia đình trong quyến chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn và xin sau lần này thì xin mời ở lại gửi nước các gia đình. Một lần nữa gia đình xin chân thành cảm tạ và ghi âm hội vui vừa. Cha ơi, một ngày mất cha, con bơ vơ biết đi về đâu. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Con gục đầu chỉ thấy đêm đen. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, sao bỏ con? Bỗng một ngày trong căn nhà trống vắng, bỗng một ngày cha tôi lìa căn nhà này. Cha đi vào lòng đất sâu, con ngậm ngùi khóc cha nhìn cha. Con ngậm ngùi nhìn bóng cha đi, đôi giọng lệ tuôn mãi không ngơi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi, cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi, cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi, sao bỏ con?
một ngày khăn tang che dấu mặt người. Cha ơi giọt lệ ướt mi, con ngồi nhìn lá rơi mùa thu. Con chẳng còn những tiếng ru sương, nay chỉ còn vành trắng khăn tang. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Cha ơi cha bỏ con, cuộc đời con mất cha thật. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con không còn thấy cha. Cha ơi cha bỏ con, trọn đời con mất cha thật rồi. Cha ơi cha bỏ con, để đời con trọn kiếp mồ côi. Sau đây người lạc loài về nơi cuối trời, hãy dâng bước xa nơi lấy tôi. Dòng đời nào đâu có chờ, tình đời nhiều khi hững hờ. Hãy cố sống sao cho nên người. Có những lúc con không nghe lời cha, khiến nước mắt rơi vơi đi đời cha. Nếu biết thế con xin theo lời cha, hứa cố gắng con xin luôn khắc trong tim. Cuộc đời từ nay vắng người, chỉ còn lại đây những lời. Hãy cố gắng con ơi nên người. Thưa quý khuyến, được tin ông Phêrô đã về với Chúa, cha sở giáo xứ cũng như hội đồng mục vụ đại diện cho các giới hội đoàn cũng như ca đoàn của giáo xứ đến đây để thành kính phân ưu chia buồn những sự mất mát ra đi của ông Paulo để lại cho quý quyến. Nguyện xin Thiên Chúa quan phòng an bài mọi sự tốt đẹp theo ý Ngài và ban nhiều ân lành cho quý quyến. Ước gì lời giờ kinh nguyện của chúng ta như hương thơm tỏa lên trước tôn nhan Thánh Chúa, xin Chúa nhận lời chúng con. Nhân linh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa người thương thăm viếng một con, ban xuống cho con lòng ơn chan chứa, trao rồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba nói nghe lời con thiên tha, tình thương mến ơn thưa thầy. Nếu thầy có mặt ở đây thì em con không biết, tuy nhiên ngay cả bây giờ con biết thầy xin gì cùng Thiên Chúa.
Thiên Chúa cũng sẽ ban cho thầy. Chúa Giêsu nói em con sẽ sống lại. Má cha thưa, con biết ngày tận thế khi kẻ chết sống lại thì em con sẽ sống lại. Chúa Giêsu nói ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết cũng sẽ được sống, và kẻ nào sống mà tin ta sẽ không chết bao giờ. Con có tin điều đó không? Bà thưa, thưa thầy, vâng con đã tin. Thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống đã đến trong thế gian. Đó là lời Chúa. Lời Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Mến chúng ta thành khẩn kêu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng đã làm cho Đức Giêsu con Thiên Chúa từ cõi chết sống lại và ban ơn cứu độ cho kẻ sống cũng như cho linh hồn Phêrô đang nằm ở đây. Xin cho linh hồn Phêrô trước kia nhờ phép rửa tội đã tiếp nhận mầm sông vĩnh cửu thì nay cũng được hợp đoàn cùng các thánh trên trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho linh hồn Phêrô khi còn sống đã dự tiệc mình và mau thánh Chúa là bánh ban sự sống thì nay cũng được tham dự vào bàn tiệc nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho linh hồn thân nhân, ân nhân và bạn yêu chúng con đã an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại được chiêm ngắm ánh sáng tôn nhan Chúa trên trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Xin cho tất cả chúng con đang tụ họp nhau đây để nhớ thương linh hồn Phêrô vừa lìa bỏ cõi đời này được kiên vững trong niềm tin và hy vọng, và mai ngày cũng được Chúa thương cho đoàn tụ trong vinh quang nước trời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Thiên Chúa toàn năng, chúng con lại xin Chúa cho tôi tớ Chúa đây là linh hồn Phêrô được tha thứ mọi lỗi lầm và nhờ Chúa xót thương được hưởng hạnh phúc muôn đời trong ánh sáng ngàn thu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Ôi, con cầu xin Chúa, Chúa ơi, từ sâu thương đau con nơi trong Chúa nhầm lời. Nếu Chúa chẳng tội, Chúa ơi, nào ai đứng vương ngày tới, nhưng sẽ con mất ngữ ta, khiến muôn gần luôn bình thờ. Từ sâu tôi tăng gia chúng con xin chân thành bái tạ cha sở ông thánh cùng quý ông trong một quý ông bà trong một hội một vụ giáo xứ Đông Hải, cùng quý gia đoàn, cùng quý nhân bằng quý một hôm nay đã đến cầu nguyện và chia sẻ với gia đình tăng gia chúng con. Chúng con xin chân thành cảm ơn nguyện xin Thiên Chúa trong một buổi cha sở và con thơ bé mẹ đã đi xa, mình cha lặng lẽ âm thầm nuôi con. Những đêm mưa gió tới bời, tiếng con thơ khóc ra rời, đau đớn lòng cha nước mắt rơi. Đời cha sương gió nuôi lớn khôn con, một chiều mưa rơi ân cần cha nói. Thank you.
quen con về. Chiều nắng tắt thành phố đang sang mùa đông. Cha ngồi bên mái hiên, một mảnh áo đơn sơ cùng năm tháng. Nhìn dáng cha hao gầy, một mái tóc giờ đã phai theo thời gian. Cho đời con lớn khôn, chợt hôm nay ngoài hiên mùa đông đến. Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gươm hoa. Rồi bao tô rớt trên vai, đời dài bao gian khó. Mồ hôi cha ướt những lối con qua. Từng ngày tháng sống gian nan mà thiết tha, cuộc đời đã biến tên con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sơn bao vai áo. Tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao. Con về chiều nắng tắt thành phố đang sang mùa đông. Cha ngồi bên mái hiên, một mảnh áo đơn sơ cùng năm tháng. Nhìn dáng cha hao gầy, một mái tóc giờ đã phai theo thời gian. Cho đời con lớn khôn, chợt hôm nay ngoài hiên mùa đông đến. Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gươm hoa. Rồi bao tô rớt trên vai, đời dài bao gian khó. Mồ hôi cha ngước những lối con qua. Từng ngày tháng sống gian nan mà thiệt tha, cuộc đời đã biến tên con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sơn bao vai áo. Tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao. Ngày nào đó lúc con thơ gọi tiếng cha, cuộc đời ngỡ sẽ trôi theo ngàn gươm hoa. Rồi bao tô rớt trên vai, đời dài bao gian khó. Mồ hôi cha ướt những lối con qua. Từng ngày tháng sống gian nan mà thiết tha, cuộc đời đã biết tên con vì có cha. Từng ngày tháng vẫn gian nan, đời sơn bao vai áo. Tình cha lớn lao hơn ngọn núi cao. Lòng thương mến ơn cha
tâm hồn dắt con tìm hướng. Ơn cha như bóng cây xanh trên ngàn, tình cha tha thiết, lòng cha âu yếm. Ơn cha như mái hiên che nắng trường, gió mưa xa gần, nắng mưa không sờn. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng yêu thương vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Nào những khi còn buồn, người đến bên vô vẻ, bàn tay xoa trên mái tóc mến thương. Đôi lúc cha khuyên con, trong những khi sai lầm, thì còn bàn tay cương quyết nào hơn. Ơn cha như nắng soi trên cuộc đời, người cho ánh sáng, người cho lẽ sống. Ơn cha hai tiếng thương yêu vô vàn, sẽ không phai tàn với bao năm trường. Đưa linh hồn Phêrô tới nơi an nghỉ cuối cùng, để xin mời cộng đoàn hướng về bàn thờ Thiên Chúa để chúng ta dâng lời thần. Amen. Cầu xin Chúa thánh thần rồi thương ban linh hồn con, ban xuống cho con học ơn cha Chúa, cao thần cho vui lòng đưa mọi nỗi đau khổ cho Chúa, hãy ngước nhìn lên Chúa, người là Cha rất nhân hậu và đầy lòng thương xót, hãy kính thác nơi người và cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, mắt chúng con hướng nhìn lên Chúa trong chính giây phút người thân yêu này vĩnh biệt rời xa chúng con, xin cho linh hồn Phêrô được tiêm nhuốm thánh nhan Chúa và cho chúng con mai ngày được cùng với linh hồn Phêrô
sống bên Chúa đến muôn thuở muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy Đức Chúa Giêsu phán rằng: tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng này hãy đến cùng tôi sẽ cho nghỉ ngơi yên bình. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi rồi được vì ách tôi em ơi và gánh tôi nhẹ. Đó là lời Chúa. Em thân mến, giữa cơn thử thách này, ta hãy nhìn lên Chúa Kitô, Đấng đã cam lòng chịu bao đau khổ của ta và tha thiết nguyện xin với Ngài. Lạy Chúa, Thiên ở với chúng con cảm thấy bất lực khi phải đương đầu với sự chết. Xin Chúa đừng bỏ rơi chúng con, xin Chúa ở lại với chúng con. Đứng trước cảnh ly biệt tang thương, chúng con nài xin Chúa nâng đỡ và an ủi chúng con trong giây phút bàng hoàng, đau thương bối rối này. Xin Chúa ở lại với chúng con. Ước gì chúng con nhớ mãi hình ảnh linh hồn Phêrô và hy vọng chắc chắn sẽ gặp nhau trong nhà Cha trên trời. Xin Chúa ở lại với chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, đã đến lúc linh hồn Phêrô từ giã căn nhà này bỏ lại ba người thân đang đau khổ. Xin cho chúng con giữ mãi hình ảnh thân thương chiều mến của linh hồn Phêrô. Xin đừng để chúng con rơi vào hố sâu tuyệt vọng, nhưng cho chúng con tràn trề hy vọng sẽ được vào nước trời là nơi linh hồn Phêrô đã về trước chúng con để cùng nhau chung hưởng hạnh phúc với Chúa muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Quanh đây xin giã từ một lần cuối. Về quanh đây mắt giọt lệ, lòng đầy đớn đau. Người thân yêu ôi nay không còn, giờ chia ly phút giây ngậm ngùi. Ôi giã biệt lòng đây nát. Và lạy Chúa xin rũ thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa xin lắng nghe tiếng khẩn cầu đoàn con xin dâng. Lòng tham ước phút giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kia. Vây quanh đây xin vĩnh biệt người nằm xuôi. Vành khăn tang xin ghi tròn hình hài mến thương. Từ nay thôi xa cách trên đời, mãi sau đến trong nước trời, xin tái ngộ người đã ra đi. Và lạy Chúa xin rũ thương, xin thứ tha bao lỗi lầm cho anh em. Nguyện cầu Chúa giây này không phải tàn theo tháng năm. Tình yêu thương xin nhớ mãi trong lời cầu kia.
vì các ngài rời xa chúng ta, làm rơi vào cảnh bị con
Nhưng thật ra các ngài vẫn tràn đầy hy vọng được phúc lợi. Sau khi chịu sửa và chúc tết, các ngài sẽ được hưởng như vàng phong phúc. Vì Chúa đã thử thách các ngài như thử vàng trong lửa và chấp nhận các ngài như thử lễ đoàn tiêu. Đó là lời Chúa.
Thank you.
đồng lòng chúng ta tam gia chúng con một lần nữa xin chân thành cảm tạ đến cha xứ và toàn thể quý vị. Và trong khi tổ chức tang lễ cho ông Phêrô, nếu có điều gì sơ suất xin mọi người bỏ qua cho. Tam gia chúng con đồng bái tạ. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi thân phận của con người tựa bông hoa nở tươi, một làn gió nhẹ lung lay cũng biến tan sắc màu. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Hôm nay người người vui cười, rồi mai đây lệ rơi. Đời là giấc điệp mau qua, nuối tiếc chi bóng sầu. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Ôi muôn sự đều hão huyền, dạ cha và đạo điên, một điều vững bền thiên thu, đức kính yêu Chúa trời. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về bụi cho. Mau quay về cùng Chúa trời, lòng hân hoan nhảy vui. Đường tôi lối nguyện lùi xa, Chúa sẽ thương hài hòa. Hỡi người hãy nhớ mình là bụi cho, một mai người sẽ trở về cho. Ôi trên đời nào ai người lòng không vương tội khiên, dù người chính trực chuôn chuyên cũng may phen yêu hèn. Hỡi thái cầu nguyện lạy Chúa Giêsu Kitô, khi em nghỉ trong mùa ba ngày, Chúa đã thánh hóa phần mùa của mọi người chỉ hiểu vào Chúa, để khi cùng chung kết với thân xác, các phần mộ làm cho tên hiền hy vọng sống lại. Xin Chúa thương cho tôi cớ Chúa được nghỉ yên trong ngôi mộ này, cho tới khi Chúa là sự sống lại và là sự sống chiếu soi, làm cho tôi cớ Chúa được phục sinh và trong ánh quang chiếu tỏa từ công nhân Chúa. Tôi cớ Chúa được nhìn thấy ánh quang đến chữ trên trời chung Chúa hàng trăm bài chỉ muôn đời. Amen. Thiên Chúa là cha toàn năng muốn cho linh hồn ông Phêrô của chúng ta ra khỏi đời này về với Chúa, và chúng ta xin gọi thân xác người này trong lòng đó, để thân xác ấy trở về nơi mình phát xuất ra. Chúa Kitô là đấng đầu tiên từ khỏi chết sống lại, người sẽ tái tạo thân xác cứu hiền của chúng ta, nên thân xác thái hóa của người và chúng ta sẽ có lên linh hồn ông Phêrô của chúng ta cho Chúa, để Chúa đóng dần và đưa vào chúa bình an của ngài, và cho thân xác người này được sống lại trong ngày sau hết. Lời nguyện giáo dân, anh chị em thân mến, Đức Giêsu Chúa chúng ta đã phán: ta là sự sống lại và là sự sống. Ai tin ta dù có chết sẽ sống, và bất cứ ai sống mà tin ta thì sẽ sống, sẽ không phải chết muôn đời. Chúng ta còn đưa lời còn nguyện cho ông Phêrô của chúng ta sau đây.
Lạy Chúa, Chúa đã khắc thương ra cho đứa trẻ, xin nó phải thương mến chúng con. Xin Chúa nhận lời Chúa con. Chúa đã làm cho kẻ chết sống lại, xin mời thương mến trong kế đô của chúng con được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã hứa trên đàn cho kẻ chồng có lòng sống vui, xin thương mến. Chúa, lấy mọi lòng phê đô của chúng con vào nước Chúa. Xin Chúa nhận lời chúng con. Chúa đã cho lấy mọi lòng phê đô của chúng con được khi ăn ký trong nước rửa tội. Xin Chúa ơi thương trong người này được vào sổ các anh và những người Chúa chọn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Thương nhớ lấy mọi lòng phê đô này được nghỉ an hồi trong đức tin và quan khởi trong niềm hy vọng được sống đời đời. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa, chúng con này xin Chúa thương xót tôi tớ Chúa đã qua đời mà cho người này đã có lòng ước nguyện làm theo ý Chúa, không bị phạt về những việc đã làm, để như ở dưới thế đức tin chân thật đã trên kế tôi tớ Chúa với cộng hoàng đã kỷ niệm thì trên trời lòng thương xót của Chúa cũng làm cho tôi tớ Chúa được nhập đoàn với các thiên thần. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, xin cho linh hồn ông Phêrô được nghỉ yên muôn đời. Vâng, một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý ông bà và tất cả anh chị em đã một tình thương mến, đã được kết hợp phần một đến nơi an nghỉ cuối cùng. Một lần nữa xin gia đình xin chân thành cảm ơn. Và sau khi tôn đức ông Phêrô xong thì xin mời quý vị đến nhà tăng gia chúng tôi dùng với gia đình một bữa cơm thanh đạm chia sẻ với gia đình. Xin chân thành cảm ơn. Lo toan trong cuộc đời, bao năm lênh đênh trên dòng đời, nào có biết đâu giờ đây ta trở về cát bụi hư vô. Ta trở về cát bụi hư vô. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, trần thế hao huyền, nhân chiếm con trong mê đắm phù hoa. Hôm nào ra đi vinh hiệp đời, tâm tư an vui hay ngậm ngùi, tình yêu Chúa, tình yêu mến nhau ngày qua sẽ dư phần phúc lộc cho ta. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, tình Chúa kêu mời mà hồn con như quên lãng từ lâu. Vinh hoa dương gian chút bụi mờ, một cơn gió thoáng mà thôi, tiên đường người xuất phận đơn côi. Tiên đường người xuất phận đơn côi. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương, xin xót thương con nơi vực sâu.
vì tháng năm qua, mong ước tương lai đã làm con xa Thiên Chúa tình yêu. Lạy Chúa nhân từ, lạy Chúa nhân từ, xin xót thương con nơi vực sâu. Vì tháng năm qua, trần thế hao huyền nhận chiếm con trong mê đắm phù
của anh yêu. Nhớ anh nhớ từng làn hơi thở, giờ đây mới biết xa anh sẽ làm chết cả đời em. Giờ đây mới biết xa anh sẽ làm chết cả đời em.